Xin chào các bạn đã đến với kênh cây dược liệu của chúng tôi, như là cái cây lâm nghiệp. Đó. Và hôm nay giới thiệu với các bạn một cái cây rất là hữu ích cho cây trồng cũng như là các với lại cây một số cây. Đó. Thì trên tay tôi đang cầm ở đây gọi là cái cây gọi là cây cỏ lạc các bạn nhé. Đây là cây cỏ lạc. Đấy. Ở một số video ở kênh chúng tôi thì có giới thiệu các bạn về cái cây đàn hương. Thì trong cái bầu cây đàn hương ấy thì chính là cũng trồng một cây cỏ lạc như này. Đấy. Thì hôm nay tôi tôi rất nhiều khách hàng hỏi thì tôi có lấy về để giới thiệu cho các bạn. Ngay trong vườn là tôi cũng rất là nhiều. Tôi lấy ra đây để giới thiệu cho các bác chi tiết về cái cây cỏ lạc đây, nó rất là tốt này các bác này. Đấy, nếu bạn nào mà để ý ở một số khuôn viên hoặc là ở vườn cây cảnh của nhiều gia đình thì họ cũng sẽ có cái cây này, hoặc là một số khuôn viên đấy, đất cằn cỗi thì cũng có cây này. Thì đây gọi là cây cỏ lạc các bạn nhé. Đây là gọi là cây cỏ lạc đấy. Thì cái cây này ấy thì nó rất tốt cho đất các bạn ạ. Đấy. Đấy, cây cỏ lạc thì là một cái lựa chọn tuyệt vời cho nếu như những bạn nào đang có muốn trải thảm hoặc là phủ đất có màu xanh đấy, quanh năm đấy, rồi là nó có cái hoa vàng rực rỡ rất là đẹp đấy. Hoa này nó có hoa này đấy, hoa vàng rực rỡ rất là đẹp đấy. Cây này thì không phải chăm sóc nhiều và lại có tác dụng là cải tạo đất rất là tốt. Đấy. Cỏ lạc có thể chịu khắc nghiệt, sống trên mọi các loại đất khác nhau. Đấy. Có thể sống trên mọi các loại đất khác nhau. Đấy. Và các bạn thấy là cái cây cỏ lạc này ấy, thì giống sống khỏe mạnh, và trên những đất cằn cỗi thì chúng ta thấy là nó vẫn có thể là sống được, sống rất là tốt. Đấy, thì cây cỏ lạc thì nó là thuộc loại họ đậu phộng đấy, lạc dại, nó gọi là cây lạc dại đấy, đậu phộng cảnh đấy, được chưa? Cái cây cỏ lạc này thuộc loại thân thảo hoặc dạng bò, sống lâu năm, nó bò ở đất đấy. Đấy, chiều dài khoảng 20 đến khoảng 80 cm, này nó rất là dài các bạn này, rễ này rất là dài các bạn nhé. Đấy, lá màu xanh. Đấy, đến khi xanh đậm, hình bầu dục, vân vân. Cuống lá này có khép và hình trái tim. Đấy. Cây cỏ lạc thì có bộ rễ phát triển mạnh trên thân. Đấy, thân cây bò sát dưới đất nên tạo thành một thảm dày đặc, với độ ăn sâu của rễ là khoảng 20 cm. Đấy. Cỏ lạc thì có hoa ở nách lá. Đấy, và rất là sai hoa, hoa mọc trên cuống khô, trên cuống nhô lên và khỏi mặt đất nên nở tạo thành một thảm hoa rất là đẹp. Đấy. Dạ. Thì những lợi ích khi mà các bạn trồng cái cây cỏ lạc như này, thứ nhất là đối với đất ấy, đất thì dùng cái cỏ lạc này trồng lên cây cỏ lạc thì thường là bò kín trùm mặt đất nên tạo thành độ ẩm mát cho đất. Đấy. Nhờ đó mà các loại vi sinh vật trong đất như giun, dế các loại hay là thường trú ngụ và làm nhiệm vụ là ủi xới cho tơi đất lên. Đấy, khi cỏ lạc mà già rụng xuống đất cộng với đất tơi xốp tạo thành cái thảm thực vật dinh dưỡng. Đấy, tốt cho cây trồng. Lá cỏ lạc thì rụng xuống cũng có là tạo là thức ăn cho các loài vi sinh vật. Đấy, khi chúng thải phân ra môi trường. Đấy. Phân của chúng lại tạo ra lớp mùn cho đất. Đấy. Do vậy các loài sinh vật này thường sinh sôi nảy nở ở dưới thảm cỏ lạc nhiều hơn so với các khu vực khác. Đấy. Các bạn cứ để ý là ở nơi nào mà trồng nhiều cây cỏ lạc này thì cây cối rất là tốt. Đấy, cây cối rất là tốt. Đấy. Yeah. Thì thảm cỏ lạc cái che phủ càng dày thì độ ẩm của đất càng cao, do đó các loại cây trồng này sẽ giúp là tiết kiệm lượng tưới nước cho cây. Đấy, dạ. Đấy. Cây bò lạc thì được trồng xe dưới cây ăn quả để chống xói mòn đất này, giữ ẩm cho cây này, tạo thành thảm dinh dưỡng cho cây ăn quả phát triển. Nhất là khi các bạn mà trong nhiều video chúng tôi đã giới thiệu đấy ạ, nếu các bạn trồng cây đàn hương hay là làm bầu cây đàn hương thì bắt buộc chúng ta phải có cây quả lạc này ở dưới. Đấy, thì đây là những cái cây quả lạc nó rất nhiều tác dụng tốt đối với lại đất. Ngoài ra thì các bạn thấy là cây quả lạc này nó có thể làm cái thảm thảm là trang trí, làm cây cảnh cũng rất là tốt. Đấy, dạ. Đấy. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn những cái tác dụng của cái cây quả lạc như này. Đấy. Đấy. Dạ. Đấy, các bạn thấy cái video này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ để mọi người cũng biết hơn thêm về những cái loại cây khác. Các bạn cần mình tư vấn về những loại cây nào thì các bạn hãy để lại comment ở dưới cái video này các bạn nhé. Bên mình thì chuyên cung cấp các cái loại cây giống như là đàn hương, rồi là trà hoa vàng, rồi là cây giống lim, vân vân, rất là nhiều, trầm hương, rất là nhiều. Đấy là bên cây giống. Và bên mình cũng có bán các sản phẩm về các cây dược liệu như là xả đen, an xoa, cà gai, các sản phẩm đều bên mình đều có thể là cung cấp được cho các bạn. Đấy. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo về những cây khác nữa, về những cái dược liệu khác nữa, các cây khác nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.